Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lắng nghe tập 42 của bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng tài Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy tại sao cô không cầu xin tôi? Xin tôi hồi tâm chuyển ý. Hả? Bạch Tinh Nghiên ngây ngốc nhìn anh. Nếu như tôi cầu xin anh có hồi tâm chuyển ý không? Có thể. Được, vậy lần sau nếu anh có làm chuyện gì bậy bạ với người phụ nữ khác, tôi sẽ khóc lóc cầu xin anh hồi tâm chuyên ý. Bạch Tinh Nhiên nói xong, nghĩ một lúc. Không đúng, việc này thì liên quan gì đến Tô Tích? Chúng ta đang nói Tô Tích mà, đâu phải tôi. Nam Cung Tiên Ân xoay bước tiếp tục đi về phía thang máy, vừa đi vừa nói. Nếu như Tô Tích thực sự để ý thì cô Phương đó có thể sống tốt như vậy không? Nhưng Kiều Thiếu Gia là chồng cô ấy, sao cô ấy có thể không để ý? Nếu như cô ấy không yêu người đàn ông này, có phải là chồng hay không cũng vậy. Nam Cung Thiên Ân nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cho nên cô đừng có ở đây thay cô ấy làm ba cái việc bát nháo này nữa. Bạch Tinh Nhiên không nói gì nữa. Hai người cùng đi xuống hầm gửi xe. Sau khi lên xe, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Bạch Tinh Nhiên bắt đầu hồi tưởng lại đứa bé ban nãy. Đứa bé trông rất trắng trẻo xinh đẹp, còn đội mũ công chúa, trông rất giống một cô công chúa. Nếu như là con gái của Tô Tích và Kiều Tư Hằng thì tốt biết mấy, thế mà lại là do tiểu tam vô liêm sỉ đó sinh ra. Cô lại nhớ đến con gái của mình. Nếu như con gái còn bên cạnh, cô nhất định cũng sẽ cho con bé ăn mặc như công chúa. Chỉ tiếc là cô yếu ớt nhắm mắt lại, giấu nỗi mất mát vào tận đáy lòng. Nam Cung Thiên Ân đang lái xe nghiêng đầu nhìn cô, trong lòng đột nhiên dấy lên sự tò mò, thầm nghĩ nếu đổi lại Phương Mật là người phụ nữ của anh, không biết cô liệu cũng có thể kích động phát tiết như thế không. Buổi tối, nhân cơ hội Nam Cung Thiên Ân đang tắm, Bạch Tinh Nhiên lấy điện thoại mẹ con trên tủ đầu giường, vừa đi ra ban công vừa gọi điện cho Tô Tích. Mặc dù Nam Cung Thiên Ân đã nói đây là chuyện của Tô Tích, cô đừng có xen vào, nhưng chị em tốt bị tiểu tam ngồi lên đầu rồi, cô sao có thể không lo. Cho nên bất chấp điện thoại bị cài máy nghe lén, cô cũng phải gọi. Sau khi kết nối, giọng của Tô Tích đã trở về trạng thái khoan khoái như mọi ngày. Sao thế? Ông chồng biến thái của cậu cho gọi điện thoại rồi à? Không cho. Cho nên trong điện thoại có gắn phần mềm thu âm? Không phải chứ. Còn gắn phần mềm thu âm á? Ôi trời, vậy chẳng phải đã thu lại lời mình vừa nói rồi sao? Tô Tích kêu ca một trận rồi nói. Mà phải rồi, vậy sao cậu vẫn dám gọi điện thoại cho mình thế? Mình có chuyện muốn nói với cậu. Bạch Tinh Nhiên nói. Cô chỉ định nói với Tô Tích chuyện của chồng cô ấy, bị ghi âm lại cũng chẳng có gì to tát đâu nhỉ. Cùng lắm là bị Nam Cung Thiên Ân trách móc là nhiều chuyện. Cậu muốn nói chuyện gì? Bạch Tinh Nhiên đương nhiên không tiện kể hết tất cả những chuyện hôm nay tai nghe mắt thấy cho cô ấy, thế là hỏi vòng. Tiểu Tích, tình cảm của cậu và Kiều Tư Hằng vẫn căng thẳng như thế à? Vẫn thế. Tô Tích không biết đang ăn gì, trả lời nghe không rõ. Vậy cậu có biết anh ta từ sáng đến tối ở bên ngoài làm gì không? Chơi gái chứ còn làm gì nữa. Cậu không quan tâm à? Không quan tâm. Cho dù là tòi ra một đứa con, cậu cũng không quan tâm. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc hỏi. Tô Tích dừng một lúc, giọng nghiêm chỉnh hơn. Tinh Nhiên à, có phải cậu nghe được chuyện gì không? Hay là nhìn thấy gì? Bạch Tinh Nhiên nhất thời không biết nên nói sao mới phải. Tô Tích chỉ cười lạnh nhạt một tiếng. Người đàn bà tên Phương Mật đó phải không? Sinh cho anh ta một đứa con gái. Chỉ là con gái thôi mà, có gì to tát đâu. Hóa ra cậu biết thật. Bạch Tinh Nhiên hô lên. Đúng rồi, một năm trước người đàn bà đó ở nước ngoài đã gửi kết quả khám thai vào email của mình. Lần trước sinh nhật mẹ chồng mình còn cố ý truyền lời đến tai mẹ chồng mình. Lúc Tô Tích nói chuyện này, giọng điệu rất bình tĩnh, hoàn toàn ngược lại, không kích động và tức giận như Bạch Tinh Nhiên. Thế Kiều phu nhân nói sao? Còn có thể nói sao? Đuổi cô ta và đứa bé đi thôi.
Cũng may Kiều phu nhân đối xử với cậu thật tốt. Bạch Tinh Nhiên hít vào một hơi rồi nói, Tiểu Tích à, không phải mình nói cậu, cậu đừng có đối đầu với anh ta nữa, rồi có ngày cậu đối đầu đến mất luôn vị trí Kiều thiếu phu nhân đấy. Đương nhiên là mình biết cậu không quan tâm đến vị trí Kiều thiếu phu nhân đấy, nhưng cậu không sống cho tốt, cũng không ly hôn là sao? Lẽ nào cậu định cả đời cứ sống như thế mãi? Nhiên à, cậu sai rồi, mình không đối đầu, chỉ là không có tình cảm. Tô Tích lại thở dài, nếu như có một ngày anh ta thực sự cưới con đàn bà họ Phương đó về nhà, mình cũng tự do, chẳng sao cả. Đây là lý do cậu vẫn luôn không muốn sinh con à? Cũng có thể. Tô Tích bỗng cười mỉa mai, con đàn bà đó muốn dựa hơi con, nhưng lại sinh con gái. Mà đứa con gái đó có thể sống sót không còn chưa biết đâu. Tô Tích, cậu đang nói gì thế? Bạch Tinh Nhiên giật mình vội nói, cậu không phải là muốn hại đứa bé đó chứ? Mình cảnh cáo cậu, đứa bé là vô tội, cậu hại người phụ nữ kia thì được, nhưng đừng động vào đứa bé. Không, không đúng, cậu cũng không thể làm hại người phụ nữ kia. Cướp đàn ông thì phải biết dùng trí, cẩn thận không phạm pháp thì gây. Tô Tích bỗng bật cười, xem cậu sốt sáng kìa, làm như mình có thể giết họ không bằng. Mình sợ cậu nghĩ không thông. Cậu cứ xử lý cho tốt xích mích nhỏ giữa cậu và Thiên Ân thiếu gia đi, đừng có lo cho mình, mình cúp máy đây. Tô Tích nói xong nhưng có vẻ gấp gáp cúp máy. Này Tiểu Tích, Bạch Tinh Nhiên gọi, nhưng trong điện thoại chỉ còn tiếng tút ngắn kéo dài. Cô cầm điện thoại quay người, suýt chút bị bóng dáng sau lưng dọa ngã xuống đất. Nam Cung Thiên Ân, anh ra lúc nào vậy? Hơn nữa còn đứng sau lưng cô giả thần giả quỷ. Tôi chỉ gọi điện cho Tô Tích thôi. Bạch Tinh Nhiên nắm ống nghe trong tay rồi dúi vào tay anh. Này, chạ anh. Nghe cô nói có vẻ kinh nghiệm nhỉ? Ý gì? Dùng trí cướp đàn ông? Không, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Tôi đã cướp đàn ông của ai bao giờ đâu. Cô đi qua người anh định vào phòng, nhưng Nam Cung Thiên Ân lại đưa tay ra vòng qua eo cô, kéo người cô áp sát vào người anh nói, cô đừng đi vội. Làm gì thế? Bạch Tinh Nhiên dấy lên một dự cảm không lành. Thử xem chức năng của tôi có bị trở ngại không. Đi từ trong siêu thị ra, Nam Cung Thiên Ân vẫn ngậm cục tức này. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội khiến cô được mục sở thị khả năng của anh, anh đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Bạch Tinh Nhiên trên người mặc bộ đồ ngủ mới, cơ thể mê người lấp ló có lớp vải mỏng đang dính chặt vào bầu ngực trần. Người mùi sữa tắm rõ rệt trên người anh, cô đột nhiên cảm thấy bản thân thở không ra hơi. Cô nuốt nước bọt nói, tôi còn chưa tắm. Nhanh lên, cho cô 10 phút. Anh bỏ cô ra. Bạch Tinh Nhiên bần thần đi, tắm xong mới phát hiện ra mình quên không mang quần áo. Cô thò nửa đầu ra khỏi nhà tắm, thấy Nam Cung Thiên Ân đang ngồi trên sofa, chỉ đành rụt đầu lại. Làm sao đây? Bây giờ nhờ anh lấy đồ ngủ. Anh có thể sẽ cứ thế cởi bỏ áo choàng tắm của cô ra giường. Nếu như bảo anh tránh đi, chắc kết quả vẫn như vậy. Trong lúc cô đang không biết nên làm sao, Nam Cung Thiên Ân đang xem tivi, liền bỏ điều khiển xuống, sau đó đi đến trước tủ quần áo, lấy từ trong ra một chiếc áo sơ mi đưa cho cô. Bạch Tinh Nhiên ngây ra một lúc rồi nói, tôi có đồ ngủ mà, ở trong tủ ấy. Tôi đã bỏ đi giặt hết rồi. Hả? Lẽ nào cô không biết quần áo phải giặt xong mới mặc được à? Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Đương nhiên cô biết, nhưng tình huống bây giờ rất đặc biệt mà. Cô nhìn chiếc áo sơ mi trong tay anh. Nếu là tối qua thì còn cảm thấy mặc áo sơ mi của anh khá tốt, vừa thoải mái vừa mát mẻ. Nhưng từ khi nghe anh nói những lời đó với cô bán hàng, cô không còn dám mặc nữa. Tối nay anh đã có ý định làm chuyện đó với cô. Nếu như cô còn ăn mặc quyến rũ như thế, há chẳng phải càng dễ kích thích thú tính của anh à? Rồi quá nửa đêm cũng không được ngủ. Suốt của cô có mặc không? Không mặc thì ra đây cho tôi. Nam Cung Thiên Ân làm tư thế giơ tay định túm lấy cổ tay cô. Bạch Tinh Nhiên vội nói, tôi mặc, tôi mặc.
Nói xong cô cầm lấy chiếc áo sơ mi trong tay anh, bắt đầu mặc lên người. Mặc xong, Bạch Tinh Nhiên mới phát hiện tên này cố tình lấy cho cô một chiếc áo tương đối ngắn, mặc lên người miễn cưỡng chỉ che được cặp mông thôi. Ý đồ bất lương. Bạch Tinh Nhiên vừa ra khỏi nhà tắm, quả nhiên bị người có ý đồ bất lương ấn ngã ra sofa. Cơ thể chờ đợi đến thèm khát, cũng cùng lúc đè lên trên, ép chặt người cô xuống. Bạch Tinh Nhiên kêu lên một tiếng, phản kháng theo bản năng. Anh đừng có đè lên người tôi, ngộp thở chết mắt, khó chịu chết mắt. Màn sau còn khó chịu hơn. Nam Cung Thiên Ân lấy bàn tay giữ chặt cầm cô lật ra. Có yêu tôi không? Yêu. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Lần sau còn dám sỉ nhục tôi nơi công cộng không? Không dám. Nam Cung Thiên Ân lượt người cô lại, hai tay ôm hai bên hông cô, đang định đặt lên môi cô một nụ hôn trừng phạt thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rất mất hứng. Có người đến kìa. Bạch Tinh Nhiên ra sức đẩy anh ra, Nam Cung Thiên Ân không kịp trở tay, ngã luôn xuống dưới sofa. Tiếng gõ cửa vẫn không dứt, Bạch Tinh Nhiên vội vàng ngồi dậy, túm lấy cái gối ôm đặt lên đùi, khóa cửa cạch một tiếng. Chị Hà một tay bê khay, một tay đẩy cửa bước vào. Điều đầu tiên đập vào mắt chị ta là Bạch Tinh Nhiên khuôn mặt ửng hồng, e thẹn bất an đang ngồi trên sofa. Sau đó là Nam Cung Thiên Ân chỉ quấn một cái khăn tắm, đang nằm ở dưới bàn uống nước. Chị ta ngây ra một lúc rồi quan tâm hỏi. Đại thiếu gia sao thế? Anh ấy đang đùa thôi. Bạch Tinh Nhiên vội vàng đưa tay ra kéo Nam Cung Thiên Ân đang nằm giữa bàn nước và ghế sofa. Nam Cung Thiên Ân trước giờ chưa từng nhích nhác như vậy, trước mặt người ngoài liền thấy khó chịu, bò từ dưới đất dậy, tức giận lườm Bạch Tinh Nhiên một cái, rồi đi đến tủ quần áo mặc một cái áo choàng tắm vào. Bạch Tinh Nhiên thấy mặt anh rất khó chịu, cúi đầu trộm cười một cái. Cảm ơn chị Hà, đến thật đúng lúc. Chị Hà nhìn hai người, cảm nhận được bản thân gần như đã phá hỏng chuyện hay của người ta, bắt đầu trở nên ngại ngùng. Chị ta đặt cái khay lên bàn nước, đưa một bát thuốc đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Thiếu phu nhân, đây là thuốc của cô. Rồi đặt thêm một cái bát ra ngoài. Đây là thuốc của đại thiếu gia, nhớ cho đại thiếu gia uống. Bạch Tinh Nhiên nhìn bát thuốc đông y đen xì xì, cau mày vẻ chê bai. Không phải nói chỉ cần uống vài đợt thuốc là được sao? Uống liền 5 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Chị Hà nói. Uống thêm 2 ngày nữa là được. Nam Công Thiên Ân bước tới nói với chị Hà. Chị Hà, chị đi ra đi, tôi sẽ trông cô ấy uống thuốc. Vậy được, nhớ nhất định phải uống đây. Chị Hà nói với Nam Công Thiên Ân. Đại thiếu gia, cậu cũng vậy. Tôi biết rồi, đi đi. Sau khi chị Hà đi, hai người ngồi trên sofa cùng nhìn thuốc đông y trên bàn, đột nhiên không nói gì. Một lúc sau, Bạch Tinh Nhiên mới đột nhiên thở ra một câu. Cuộc đời đáng chát. Nam Công Thiên Ân nghiêng đầu nhìn cô. Ý tôi nói là thuốc đông y đáng chát. Bạch Tinh Nhiên vội nói, sau đó bưng bát thuốc của mình lên, cười gượng một tiếng. Nào, vì sức khỏe của đôi bên, cạn đi. Nếu như không phải vì anh, cô không cần phải uống chỗ thuốc này. Nhưng nói những lời này ra, chắc Nam Cung Thiên Ân sẽ lại không vui. Nam Cung Thiên Ân vẫn ngồi im. Thế là Bạch Tinh Nhiên lại sửa. Vậy tôi kính anh trước. Nói rồi đưa lên miệng uống ừng ực chỗ thuốc trong bát. Cô đặt bát xuống, đang định đứng dậy đi thì Nam Cung Thiên Ân đột nhiên lên tiếng. Uống một bát cũng là uống, uống hai bát cũng là uống, uống nốt bát của tôi luôn đi. Anh cầm bát thuốc đưa lên trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên nức một cái đắng chát, nhìn anh. Đừng có mơ. Đây là cơ hội để cô sám hối đây. Thế tôi uống rồi thì anh uống cái gì? Tôi không cần nó. Không được, chị Hàn nói anh nhất định phải uống hết. Đại thiếu gia anh lại coi mình là trẻ con, rồi tính trẻ con ra phải không? Bạch Tinh Nhiên đẩy chiếc bát về trước mặt anh. Ngoan, uống ực một hơi rồi hết, giống như tôi vừa nãy ấy. Sao có thể một hơi uống hết? Cô làm mẫu đi. Thế này này. Bạch Tinh Nhiên nắm lấy cổ tay anh, đưa bát thuốc lên miệng mình, uống ừng ực. Cô uống được một lúc, ý thức được mình đang uống thuốc của anh, liền đẩy tay anh ra.
Nam Cung Thiên Ân không biết xấu hổ, càng cố đẩy bát thuốc vào miệng cô. Chưa nhìn rõ, cô làm mẫu lại đi. Vẫn chưa nhìn rõ. Bạch Tinh Nhiên bắt đầu trở nên nhớn nhác, cô vừa lắc đầu vừa kêu lên, khó khăn lắm mới đẩy được tay Nam Cung Thiên Ân và bát thuốc ra. Cô vừa thở hổn hển vừa lấy giấy ăn lau miệng, không vui nhìn anh. Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi. Nam Cung Thiên Ân đặt bát thuốc lên bàn. Thế tranh thủ còn nóng thì uống đi. Cô muốn tôi uống cái gì? Uống thuốc ấy. Bạch Tinh Nhiên đưa tay ra định bưng bát thuốc của anh lên, thế mà bát thuốc đã trống trơn từ bao giờ. Cô ngây người ra, sau đó đưa tay lên bịt miệng mình. Không phải chứ, cô thế mà lại uống hết thuốc của anh rồi. Phải làm sao đây? Cô ngẩng mặt lên nhìn Nam Cung Thiên Ân vẻ mặt vô tội ngồi bên cạnh, cuối cùng cảm thấy bản thân bị lừa. Nam Cung Thiên Ân, đồ lừa đảo! Cô gào lên với anh. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, ánh mắt bình thản, yếu ớt thốt ra một câu. Dựa vào chỉ số IQ của cô, tôi cũng không thể cho phép cô sinh con cho tôi được. Anh nói vậy là ý gì? Ý là bát thuốc đầu tiên của cô uống công cốc rồi. Với IQ của cô, đứa con sinh ra cho dù không dị tật thì cũng ngốc nghếch. Nam Cung Thiên Ân đứng dậy khỏi sofa, từ trên nhìn xuống cô. Nhưng điều tôi buồn và đau lòng nhất là tôi đường đường là người đứng đầu tập đoàn Nam Cung, vậy mà lại bị người có chỉ số IQ như cô xoay như trong chóng. Cho nên chứng tỏ anh cũng ngu ngốc. Bạch Tinh Nhiên, xin lỗi, tôi sai rồi. Bạch Tinh Nhiên biết việc này là điều cấm kỵ của anh, cô không nên nhắc. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi sofa, đi qua người anh. Nam Cung Thiên Ân túm lấy cổ tay cô. Cô đi đâu? Ai cho cô đi? Tôi hơi mót, lại uống nhiều thuốc. Bạch Tinh Nhiên vẻ mặt vô hại nhìn anh. Nam Cung Thiên Ân thả tay ra, cô cuối cùng cũng tự do, nhanh chân đi vào trong nhà vệ sinh. Mặc dù uống hai bát thuốc vào sẽ buồn tiểu, nhưng cũng không nhanh như thế. Cô chỉ là muốn kiếm cớ trốn tránh mà thôi, bởi vì cô biết mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, Nam Cung Thiên Ân đều sẽ tức giận, sau đó cảm xúc mất kiểm soát. Cô ngồi trên nắp bồn cầu đợi anh nguôi giận, ngồi đúng 20 phút mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nam Cung Thiên Ân quả nhiên đã nguôi giận, đang tựa vào đầu giường xem kênh tài chính buổi đêm. Cô thận trọng đi tới, ngồi xuống một bên giường. Nam Cung Thiên Ân không cả buồn quay đầu sang, ra lệnh nói. Lại đây. Bạch Tinh Nhiên đang kéo chăn thì dừng lại, nhìn anh. Chuyện gì thế? Cô nói xem. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng quay đầu sang liếc cô. Đương nhiên là chuyện ban nãy chưa làm xong rồi. Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Con tưởng anh đã quên rồi chứ, thế mà vẫn còn nhớ. Không được đâu, tôi lại mót. Cô đột nhiên lấy tay ôm bụng, quay người đi vào nhà vệ sinh. Lần này không phải giả vờ, mà là mót thật. Lúc đi từ nhà vệ sinh về giường, cô nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đã ngủ rồi, thế là nằm xuống bên cạnh anh. Cô điều chỉnh tư thế ngủ, phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân đang nhìn mình, bèn bò ra chỗ anh. Để thể hiện là mình không cố ý, cô chủ động hôn anh. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng hài lòng, chấp nhận nụ hôn không được thành thục của cô. Bàn tay đặt lên đôi chân dài dưới cái áo sơ mi, cứ thế lần xuống dưới. Đúng vào lúc anh chuyển từ bị động sang chủ động, bị kích thích rơi vào dục vọng, thì Bạch Tinh Nhiên đột nhiên chụp lấy bàn tay đang đưa sâu lên phần bụng của mình, rồi nói. Không được, tôi muốn đi vệ sinh. Nam Cung Thiên Ân ngây người, sau đó ngồi dậy nhìn cô, khóe mắt rõ ràng rất không vui. Xin lỗi, yếu thận. Bạch Tinh Nhiên áy náy cười gượng chui ra khỏi lòng, đi vào nhà vệ sinh. Đợi đến lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra, Nam Cung Thiên Ân hoàn toàn không còn hứng thú gì với cô nữa, nằm quay lưng lại với cô, nhắm mắt ngủ. Bạch Tinh Nhiên không cố ý, nhưng việc này không thể xin lỗi Nam Cung Thiên Ân được. Như vậy cũng tốt, cô đã thoát được một kiếp, ngủ được yên giấc. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Bạch Tinh Nhiên phát hiện mình đang cuốn lấy người Nam Cung Thiên Ân như một con rắn. Cô nhìn lại bản thân một cái, thảo nào Nam Cung Thiên Ân nói trong cô mặc áo sơ mi còn quyến rũ hơn đồ ngủ gợi cảm. Vừa tỉnh lại, cả cái áo sơ mi đã bị tớn lên đến eo, để lộ toàn bộ hai chân. Tối qua rõ ràng cách anh rất xa, vừa tỉnh lại đã ở trên người anh rồi, hơn nữa còn là cô chủ động mò sang chỗ anh. Nếu như bị anh nhìn thấy cảnh này, có khi nào sẽ nói cô cố ý quyến rũ anh không?
Vì để bảo vệ hình tượng gái ngoan của mình, cô cẩn thận nhấc tay và chân ra khỏi người anh, sau đó rút đầu ra khỏi vòng tay anh. Lúc cô chuẩn bị lùi ra sau, ánh mắt đang liếc nhìn Nam Cung Thiên Ân bỗng đứng hình. Bốn mắt nhìn nhau, cô như kẻ trộm bị bắt đứng hình tại chỗ. Anh tỉnh lại lúc nào vậy? Lúc nãy rõ ràng cô thấy anh vẫn ngủ mà. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới thản nhiên thốt ra một câu. Có mót không? Hả? Bạch Tiên Nhiên nhất thời không kịp phản ứng, cô lắc đầu. Không. Vậy thì tốt. Nam Cung Thiên Ân nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh một cái. Bạch Tiên Nhiên trong chớp mắt liền ở trên anh. Sau đó anh lật người một cái rất nhanh, đưa cô lật theo, đè chặt cô xuống phía dưới. Tối qua chưa làm được, anh định giờ sẽ làm gấp đôi. Bạch Tiên Nhiên bị anh vừa kéo vừa đè như thế, không nhịn được mà kêu lên. Nam Cung Thiên Ân nhanh chóng dùng đôi môi của mình đè xuống. Tiếng kêu của cô bị chặn ở cổ họng, sau đó bị nụ hôn đánh ngược lại. Hai người cùng tập thể dục buổi sáng, đến cả Tiểu Lục lên gọi xuống ăn sáng cũng bị Nam Cung Thiên Ân đuổi đi. Bạch Tiên Nhiên vội vàng vỗ vào vai Nam Cung Thiên Ân. Anh mau thả tôi ra đi, bà sẽ mắng tôi chết mất. Người đàn ông này quá ích kỷ, đến lúc đó lão phu nhân mà trách mắng, anh nhất định sẽ lại làm như người vô tội, chỉ tập trung ăn, không có áp lực gì, còn cô sẽ bị mắng cho té tát. Nếu cô còn lải nhải, tôi cũng sẽ mắng chết cô đấy. Nam Cung Thiên Ân cắn vào tay cô cảnh cáo. Không, tôi sẽ không mắng chết cô. Tôi sẽ khiến cô không còn sức mà nghe mắng nữa. Vừa uy hiếp như thế, Bạch Tiên Nhiên đã ngoan ngoãn rồi. Dù sao đằng nào cũng chết, cô chỉ có thể chịu đựng thôi. Đợi hành sự xong, lúc hai người thu dọn đi xuống thì mọi người đã ăn xong, đang ngồi ở phòng khách uống trà rồi. Thẩm Khắc và Thẩm Tâm đều ra ngoài rồi, chỉ có Phác Luyến Giao đang uống trà với lão phu nhân ở phòng khách. Nhìn thấy hai người đi xuống, quả nhiên lão phu nhân đã lên tiếng trách móc. Mấy giờ rồi mà giờ mới dậy, có ra cái thể thống gì không? Bạch Tiên Nhiên sớm đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng, chột dạ cúi đầu. Cháu xin lỗi, tối hôm qua ngủ hơi muộn à? 10 giờ đâu tính là muộn. Nam Cung Thiên Ân yếu ớt chêm thêm một câu. Bạch Tinh Nhiên đứng hình, quay người lườm anh một cái. Nếu không phải vì anh thì cô đã uống từ lâu rồi, lại còn mặt mũi ở đây mà chọc phá cô. Lão phu nhân quay sang nhìn Nam Cung Thiên Ân, nói bằng giọng trách móc. Cháu cũng thế, không phải đi làm à? Nam Cung Thiên Ân cười rồi ngồi xuống đối diện lão phu nhân, nói. Bà nội, chẳng phải bà vẫn bảo cháu phải chịu khó nghỉ ngơi, đừng có vất vả quá à? Bạch Tinh Nhiên ngán ngầm đảo mắt. Anh cũng đâu phải là nghỉ ngơi, rõ ràng là đang gia tăng sức lao động, hơn nữa còn là lao động thể lực. Phác Luyến Giao quan sát hai người, là một người đang yêu, cô ta sao có thể không nhìn ra sự ngượng ngùng và xấu hổ tỏa ra từ khắp người Bạch Tinh Nhiên. Rõ ràng là vừa có hơi đàn ông xong, cô ta cười cầm cốc trà lên uống một ngụm không nói gì. Để chuyển chủ đề, Bạch Tinh Nhiên cười hỏi. Mọi người vừa nói chuyện gì thế? Chị thấy Phác Luyến Giao em có vẻ rất vui. Phác Luyến Giao cười, nói. Em vừa nói với bà nội, em định trở lại bệnh viện làm việc. Dù sao thì cũng chỉ có chân em bị tàn tật, chứ không phải đầu và tay, hoàn toàn có thể trở về vị trí cũ làm việc. Vậy sao? Vậy bà có đồng ý không? Đồng ý rồi. Phác Luyến Giao thân mật khoác tay lão phu nhân. Bà nói rồi, dù thiếu đi một người bầu bạn sẽ buồn lắm, nhưng phụ nữ mà, phải nên có sự nghiệp và cuộc sống riêng. Rõ ràng là cháu ở nhà tự thấy buồn chán quá, muốn ra ngoài làm việc mà. Lão phu nhân cười, đưa tay lên vỗ cánh tay cô ta. Bà nội quả là sáng suốt. Phác Luyến Giao cười hì hì. Có sự nghiệp và cuộc sống riêng, thật ra Bạch Tinh Nhiên vẫn luôn có mong ước như vậy. Cô bất giác thốt ra một câu. Chị cũng muốn đi làm. Lời vừa nói ra, ba người trong phòng khách đều nhìn cô. Bạch Tinh Nhiên vội nhân cơ hội nói. Bà ơi, cháu cũng muốn ra ngoài làm việc. Đi cái gì mà đi, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc sức khỏe cho tốt là được rồi. Lão phu nhân gần như từ chối không cần suy nghĩ. Bạch Tinh Nhiên thất vọng ngậm miệng, còn tưởng lão phu nhân sẽ đồng ý, không ngờ bị từ chối thẳng thừng như vậy. Cô quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân, anh vẫn đang uống trà, không hề có ý định nói đỡ. Xem ra anh cũng không đồng ý. Ước mơ đi làm của cô chỉ có thể tiếp tục là giấc mơ thôi.
Phát Nguyên Giao nhìn mọi người rồi cười nói: bà nội à, đi làm cũng có thể chăm sóc sức khỏe mà. Nhà Nam Cung không thiếu tiền, nhà họ Bạch cũng không cần cô nuôi, cho nên không cần thiết. Lão phu nhân vừa nói xong, trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại thấy nhói đau. Cô đương nhiên biết lão phu nhân nói vậy là có ý gì. Nhà họ Bạch bây giờ không còn nữa, cho dù cô có muốn nuôi cũng không nuôi được. Cũng may mà cô gần như không có tình cảm gì với nhà họ Bạch, nếu không nhất định sẽ bị câu nói này của lão phu nhân tổn thương đến thấu tim gan. Chả mấy mà đến Trung Thu, lúc ăn sáng, Thẩm Các nói muốn về nhà mình để thắp hương tạm biệt lão phu nhân. Lão phu nhân gật đầu rồi nói: nên thế. Buổi trưa ăn cơm đoàn viên ở nhà họ Thẩm, đến tối chúng ta lại tụ họp ăn một bữa, về nhớ nói với bố mẹ cháu một tiếng. Thẩm Khắc nói rồi gật đầu: vâng, bà nội, bà yên tâm, năm nào cũng như thế mà, không cần nói thì bố mẹ cháu cũng biết. Buổi sáng, nhà Nam Cung đến từ đường cúng bái tổ tiên theo tập tục các năm trước. Bạch Tinh Nhiên lần đầu tiên cùng mọi người đến từ đường, nhìn xung quanh một lượt, không khí âm u bên trong do nhiều người nên cũng không còn đáng sợ nữa. Cũng là lần đầu tiên Bạch Tinh Nhiên đến từ đường mà không bị sờn gai ốc. Sau khi ra khỏi từ đường, lão phu nhân cùng với chị Hà về nhà trước, Nam Cung Thiên Ân thì chần chừ nán lại. Nam Cung Thiên Ân quỳ bất động trước bài vị tổ tiên, hai mắt nhắm lại, không biết đang nghĩ gì. Lúc mở mắt ra liền hỏi một câu: sao cô còn chưa đi? Anh không đi, đương nhiên là tôi phải ở lại với anh rồi. Không cần đâu, cô về trước đi, Nam Cung Thiên Ân nói. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, quay người đi ra khỏi cửa từ đường. Sau khi ra khỏi từ đường, cô không về nhà chính ngay mà ra xe ngồi. Cô ở trên xe đợi 15 phút vẫn không thấy Nam Cung Thiên Ân đi ra. Ban nãy cô đi ra trước là vì không muốn làm phiền Nam Cung Thiên Ân nói chuyện với tổ tiên. Nhưng lâu như vậy rồi, nói gì cũng phải nói xong rồi chứ nhỉ. Đợi thêm một lúc nữa, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng đi ra. Có điều anh không đi về phía xe mà đi về một hướng khác. Hướng đó là đi ra mộ của đứa bé. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên một lúc, vội vàng đẩy cửa xe chạy theo. Đại thiếu gia, anh đợi tôi với. Bạch Tinh Nhiên đuổi tới sau lưng anh thì gọi. Nam Cung Thiên Ân dừng bước, quay đầu lại, cau mày nhìn cô. Sao cô vẫn chưa về? Tôi muốn đi cùng anh, Bạch Tinh Nhiên nói. Cô đi làm gì? Bạch Tinh Nhiên á khẩu. Cô đi làm gì? Cô thân là mẹ của đứa bé, còn có thể làm gì chứ? Tôi muốn đi thăm con. Cô biết Nam Cung Thiên Ân nhất định ghét cô nói như vậy, vội thêm một câu. Đại thiếu gia, bất luận trước đây tôi có đã làm gì, nhưng dù sao cũng là mẹ của đứa bé mà, xin anh hãy cho tôi đi cùng được không? Mặc dù đứa bé đó có khả năng không phải là con đẻ của cô, nhưng nó cũng vì cô mà chết. Sắc mặt Nam Cung Thiên Ân sầm sì khó coi, giọng điệu mỉa mai đến cực độ. Cô chắc chắn là thằng bé cũng muốn gặp cô chứ? Bất luận nó có đồng ý gặp tôi hay không, tôi đều muốn đi thăm nó, đi xin nó tha thứ. Bạch Tinh Nhiên mắt tròn xoe nhìn anh. Đây là tâm nguyện của tôi, xin anh hãy cho phép có được không? Nam Cung Thiên Ân nhìn vẻ áy náy và sám hối trên mặt cô, cuối cùng không nói gì cả mà quay người tiếp tục đi về phía trước. Theo tập tục của nhà Nam Cung, trẻ con chưa đủ 100 ngày mà qua đời thì không được vào từ đường, cho nên con của bọn họ chỉ có thể đi ra trước mộ phần sau núi để cúng bái. Từ đường ra đến mộ gần 10 phút đi bộ. Suốt đường đi hai người đều không nói gì. Bạch Tinh Nhiên biết tâm trạng Nam Cung Thiên Ân không tốt, cũng không muốn nói chuyện với cô, cho nên không lên tiếng làm phiền anh. Đến tận trước mộ của đứa bé, hai người đều không nói gì với nhau. Lần trước tới đây, Bạch Tinh Nhiên bị Nam Cung Thiên Ân xô ngất xỉu. Lần này đến, cô biết trong lòng anh nhất định lại tức giận. Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân lấy từ trong chiếc hộp gỗ cạnh bia mộ ra một nén nhang rồi đốt lên, sau đó cắm hai nén to và bát hương trước mộ. Cô thận trọng bước tới, cũng lấy từ trong hộp ra ba cây nhang thắp lên, hướng về bia mộ của đứa bé vái ba vái rồi cắm vào bát hương. Bạch Tinh Nhiên vẫn không dám hé răng, sợ bản thân không cẩn thận lại khiến Nam Cung Thiên Ân không vui. Thắp nhang xong, cô đứng một bên trông hơi e dè. Nam Cung Thiên Ân đứng trước mộ đứa bé một lúc rồi xoay người đi về nhà. Bạch Tinh Nhiên vội vàng đuổi theo. Sự áy náy, bất an và hối thẹn của cô, Nam Cung Thiên Ân đều nhìn thấy. Anh đột nhiên nhớ tới lời Tô Tích,
Mất đi đứa bé, Bạch Thiên Nhiên còn đau khổ, còn buồn bã hơn anh. Không phải anh không tin lời của Tô Tích nói, mà là anh không có cách nào tha thứ cho cô, càng không có cách nào thông cảm cho hành vi của cô. Nếu như hồi đó cô nói hết với tôi, chứ không tự mình quyết định mọi thứ, vậy thì kết cục của thằng bé có phải đã khác rồi không? Anh đột nhiên thốt lên một câu. Bạch Thiên Nhiên sững người, cô đi nhanh hơn đuổi theo bước chân anh, nói: Đại thiếu gia, đứa bé trời sinh đã không nhanh đặn, bất đợi chúng ta ai ra quyết định, quyết định thế nào cũng không thể sống tiếp được. Cô an ủi bản thân như vậy sao? Nam Cung Thiên Ân quay đầu lại, hờ hững nhìn cô. Bạch Thiên Nhiên á khẩu. Nam Cung Thiên Ân tiếp tục nói: Cho nên cô mới có thể sống không bị áp lực tinh thần như vậy, không áy náy một chút nào. Không phải. Bạch Thiên Nhiên lắc đầu. Đại thiếu gia, anh hiểu nhầm ý của tôi rồi. Thật ra tôi hy vọng anh có thể bỏ gánh nặng trong lòng xuống, đừng lấy cái chết của đứa bé đổ lên đầu mình hay bất cứ ai. Bất luận là tự trách hay là hận người khác, đối với anh mà nói chẳng phải đều là áp lực sao? Dừng một lúc, cô lại nói tiếp. Đứa bé không có duyên với chúng ta, hơn nữa đã ra đi lâu như vậy rồi, anh cũng nên đặt xuống thôi. Đại thiếu gia, không phải tôi không đau lòng, không thương xót. Sống mũi Bạch Thiên Nhiên bỗng cay cay. Cái ngày mà đứa bé bị bế đi, tôi bị nhốt vào trong một căn góc, khóc đến đứt hơi. Chỉ là anh không nhìn thấy bộ dạng đau lòng của tôi thôi. Nhớ đến những ngày tháng đen tối đó, Bạch Thiên Nhiên vẫn cảm thấy sợ hãi. Cũng may Lâm An Nam cứu cô ra, nếu không bản thân chắc sớm đã bị mẹ con nhà kia hại chết rồi. Cô nói những điều này với Nam Công Thiên Ân không phải là để anh cảm động, để anh thương hại bản thân. Cô chỉ là muốn anh biết bản thân đối với đứa bé không hề lạnh nhạt như anh luôn nghĩ. Cô có yêu thương đứa bé này. Cô chỉ muốn làm giảm thù hận của anh đối với mình, để anh không tiếp tục sống trong thù hận nữa. Cô cho rằng Nam Cung Thiên Ân sẽ không tin cô giống như trước. Không ngờ anh lại không tức giận bác bỏ cô, mà nhìn cô một lúc lâu rồi quay người đi tiếp về phía trước. Cô không biết là Nam Cung Thiên Ân có để vào tai những gì cô nói hay không. Cô hít nhẹ một hơi, cất bước đi theo anh. Bữa trưa yên ắng hiếm thấy, chỉ có lão phu nhân, Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên. Có thể là vì chuyện buổi sáng, tâm trạng hai người đều có vẻ rất căng thẳng. Đến cả lão phu nhân cũng cảm thấy tâm trạng của họ không bình thường. Lão phu nhân cuối cùng không nhịn được nhìn bọn họ hỏi: Sao thế? Cãi nhau ngày lễ à? Nam Cung Thiên Ân không nói gì. Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu lên, cười với lão phu nhân, nói: Không đâu bà nội. Không thì tốt. Lão phu nhân cúi đầu xuống, tiếp tục ăn. Ăn cơm xong, Bạch Tinh Nhiên ở trong phòng xem tạp chí, sau đó ngủ một giấc. Mãi đến 5 giờ, cô mới bị Tiểu Lục gọi dậy, bảo cô thu xếp để đi khách sạn. Cô ngồi dậy trên giường, dụi dụi đôi mắt lim dim hỏi: Đại thiếu gia đâu? Đại thiếu gia đã ở dưới rồi à? Anh ấy không nghỉ trưa à? Không biết à? Cô thay quần áo rồi xuống nhà, quả nhiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân và lão phu nhân đã đợi ở dưới. Cô bước nhanh xuống, ánh náy nói: Xin lỗi, cháu ngủ quá giấc. Chưa muộn đâu, dù sao cũng không cần đến quá sớm, chị Hàn nói. Lão phu nhân đứng dậy khỏi sofa. Đi thôi. Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, vội vàng lên trên đỡ cánh tay lão phu nhân, dìu bà ta đi ra cửa. Buổi tối vẫn là những người đó, nhà Nam Cung, nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm. Chỉ là vẫn không thấy bóng dáng của Lâm An Nam. Bạch Tinh Nhiên lo Nam Cung Thiên Ân nghĩ nhiều, nên chẳng dám cả liếc sang cả nhà họ Lâm lấy một cái. Lão phu nhân lại hỏi: An Nam đâu? Vẫn chưa về nước à? Chưa ạ. Nó gần đây không định về ạ. Lúc Lâm phu nhân nói, ánh mắt bất giác nhìn sang Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên. Bà nội, anh họ, chị dâu họ, ăn thử bánh trung thu của nhà này đi. Phác Luyến Giao đưa một đĩa bánh trung thu đã cắt xong đến trước mặt ba người, tươi cười nói: Có rất nhiều, vị nào cũng ngon. Vậy sao? Để bà thử. Lão phu nhân nói,
Bạch Tinh Nhiên lập tức lấy dĩa lấy cho bà ta một miếng, sau đó lại lấy một miếng cho Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân không mấy hứng thú với đồ ngọt, lắc đầu từ chối. Không cần. Trung thu đoàn viên, bánh trung thu nhất định phải ăn. Bạch Tinh Nhiên đưa miếng bánh trung thu lên miệng anh, anh không thể không nhận lấy. Phác Luyến Giao cười quay sang làm lũng Thẩm Các bên cạnh. Anh xem, chị giàu quan tâm anh họ chưa kìa. Em cũng muốn anh đút cho em. Đút cho em ăn thì có gì khó, chỉ sợ em không ăn thôi. Thẩm Khắc lấy một miếng bánh đưa đến bên miệng cô ta. Hai người anh một miếng, em một miếng cùng đút cho nhau ăn. Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, trong lòng nghĩ những chuyện này chắc cả đời Nam Cung Thiên Ân cũng không làm được nhỉ. Thử bánh trung thu xong, các món ăn ngon bắt đầu được bưng lên. Ăn tối xong, Lâm Đại Thiếu Gia thu xếp để lớp trẻ đi thẳng xuống phòng hát ở tầng 6. Nam Cung Thiên Ân lần trước đã từ chối một lần, lần này ắt khó từ chối, chỉ đành đồng ý. Nam Cung Thiên Ân và Lâm Đại Thiếu Gia vốn không qua lại nhiều, ngồi trong phòng hát uống mấy ly liền đã cảm thấy chán. Lâm Đại Thiếu Gia cho rằng Nam Cung Thiên Ân tranh quyền thừa kế tập đoàn Lâm Thị cho anh ta, nên trong lòng đầy sự cảm kích, chỉ muốn mời anh 100 ly để bày tỏ sự biết ơn. Lúc anh ta cầm thêm một ly đến, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: Lâm Thiếu Gia, đừng mời Đại Thiếu Gia uống rượu nữa, sức khỏe của anh ấy không tốt. Sao có thể, em thấy anh họ sức khỏe rất tốt mà. Lâm Đại Thiếu Gia hơi ngà ngà say, cười lớn. Từ nhỏ em đã rất kính trọng anh họ. Trước đây là vì anh họ không gặp mặt chúng em, giờ tới tốt rồi, cuối cùng cũng có cơ hội uống rượu với anh họ, em rất vui. Nhưng Đại Thiếu Gia thực sự không thể uống nữa. Uống đi mà, đến đây chẳng phải là để uống rượu sao? Hay là để tôi uống thay Đại Thiếu Gia ly này? Nhưng ly này là ly cuối cùng đấy nhá. Bạch Tinh Nhiên đưa tay cầm lấy ly rượu trước mặt Nam Cung Thiên Ân, nhưng lại bị Nam Cung Thiên Ân đưa tay ra chặn lại. Chỉ uống ly rượu thôi mà, tôi không cần phụ nữ uống đỡ đâu. Nam Cung Thiên Ân cầm ly rượu lên cụng ly với Lâm Đại Thiếu Gia. Bạch Tinh Nhiên cướp lấy ly rượu trong tay anh, sau đó uống cạn rượu bên trong. Vị rượu tây chua cay chảy qua cổ họng, cô khó chịu cau mày, chỉ cảm thấy trong miệng như có lửa đốt. Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy khuôn mặt nhỏ khó chịu đến cau mày, khóe miệng nhếch lên chế giễu, rõ ràng không biết uống nhưng vẫn muốn thể hiện. Chị dâu đúng là sảng khoái. Lâm Đại Thiếu Gia vừa nói vừa rót rượu, Thẩm Khắc cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cản. Em họ Lâm, để tôi uống với cậu đi, anh họ thực sự không thể uống rượu đâu. Lâm Đại Thiếu Gia vốn coi thường Thẩm Khắc, luôn cảm thấy Thẩm Khắc chỉ là một con nhà Nam Cung nuôi mà thôi, không hề có hứng thú uống rượu với cậu ta, thậm chí thấy cậu ta nhiều chuyện còn thấy phiền phức. Có điều anh ta không nói ra những bất mãn trong lòng mà chỉ cười ha ha thỏa hiệp. Vậy được, chúng ta nghỉ một lát rồi uống tiếp. Không uống nữa, tôi muốn đi về. Bạch Tự Nhiên đứng dậy khỏi sofa. Sao sớm vậy đã muốn về rồi? Chị dâu không sao chứ? Lâm Đại Thiếu Gia nhìn Bạch Tinh Nhiên hỏi. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, có phần áy náy nói: Xin lỗi, trong người tôi không khỏe, muốn về trước. Thế à? Chúng ta vẫn còn chưa đi ngắm trăng mà. Lâm Đại Thiếu Gia chưa uống đã, chưa muốn đi. Đúng lúc Bạch Tinh Nhiên đang không biết nên làm sao mới phải, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên đứng dậy khỏi sofa, nói: Chúng tôi về trước đây. Câu này của anh không phải có ý xin phép Lâm Đại Thiếu Gia, mà là nói rõ với anh ta anh muốn đi về. Anh nói nghiêm túc như vậy, Lâm Đại Thiếu Gia tự nhiên cũng không dám tiếp tục níu giữ. Không đợi Lâm Đại Thiếu Gia lên tiếng, Nam Cung Thiên Ân đã đi ra khỏi phòng. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đi ra, vội chạy theo anh, cùng anh đi ra khỏi cửa quán karaoke. Chỗ bọn họ ngồi là khu vực VIP, có thể thuê phòng ở đó đều là người có tiền. Hành lang và các phòng đều được trang trí sang trọng cao cấp. Lúc đi qua một phòng khác, cửa phòng đó đột nhiên mở ra, một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau đi ra. Mặc dù là đối phương đụng vào mình, nhưng vì không muốn làm to chuyện, Bạch Tinh Nhiên vẫn áy náy khom lưng với họ: Xin lỗi. Tránh ra, đừng có ngáng đường. Phía trên vang lên một giọng nữ quen thuộc. Bạch Tinh Nhiên sững sờ, ngừng đầu lên nhìn. Quả nhiên là Bạch Ánh An thật. Bạch Ánh An ở trước mắt, mặc một bộ váy đen rất ngắn, hở hang gợi cảm, trang điểm đậm. Lúc này đang bị một người đàn ông trung niên dáng hơi mập,
tóc lưa thưa ôm lấy. Người đàn ông đó không cảm nhận được trước mắt có gì lạ thường, vừa hôn lên má cô ta, vừa cười dâm đãng nói: "Cưng à, bố nuôi đã sốt ruột muốn yêu em một trận lắm rồi. Mau đưa bố nuôi lên phòng đi, nhanh." Bạch Tinh Nhiên nhìn chằm chằm hai người trước mặt, kinh ngạc vô cùng. Bạch Cảnh An đang làm cái gì thế? Người đàn ông trung niên đang ôm hôn chị ta là ai? Nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên, Bạch Cảnh An lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. Ánh mắt lướt qua cô, rồi dừng lại trên người Nam Cung Thiên Ân đang đi về phía trước. Cô ta nở một nụ cười chế nhạo. Nam Cung thiếu phu nhân, xem ra mày sống khá là hạnh phúc nhỉ. Bạch Tinh Nhiên bỏ ngoài tai lời miệng mai của cô ta, đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên kia rồi nói: "Ông ta là ai? Sao chị lại ở bên ông ta?" "Đây là bố nuôi của tao, là tổng giám đốc của công ty Thịnh Hành." Bạch Cảnh An ngả vào lòng người đàn ông đó, cười quyến rũ: "Nhờ có mày mà tao được sống một cuộc sống phong phú đa sắc màu như thế đó." "Bạch Cảnh An, chị không biết xấu hổ sao? Không ngờ chị lại khinh rẻ bản thân mình như vậy. Chị không có lỗi với bản thân, có lỗi với bố mẹ sao?" Bạch Tinh Nhiên không kiềm được mà trách móc. Tuy Bạch Cảnh An rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là chị của cô. Cô đương nhiên không hy vọng người chị của mình bị mọi người khinh bỉ, trở thành người phụ nữ xa đọa, dựa vào việc bán thân để hưởng thụ cuộc sống. Bạch Cảnh An đột nhiên giơ tay tát cho cô một phát: "Mày giả vờ vô tội cái gì hả? Tao trở nên như thế này chẳng phải là do mày hại sao? Lúc đầu nếu không phải do mày không nghe lời thì tao có rơi vào kết cục như ngày hôm nay không?" Bạch Tinh Nhiên bị cô ta tát cho một phát đau điếng, má cô nóng như lửa đốt. Cô ôm mặt nhưng không hề sợ hãi mà nhìn trừng trừng nói: "Rõ ràng là tự chị tạo nghiệp, vậy mà còn đổ hết lên đầu tôi. Trên đời này có biết bao nhiêu cơ hội việc làm, chị lại cứ chọn cái nghề này. Để lẽ nào lại là lỗi của tôi à?" "Trên đời này có nhiều việc làm sao?" Bạch Cảnh An bật cười: "Vậy thì phải hỏi ông chồng bệnh tật của mày đi, hỏi xem anh ta rốt cuộc muốn ép tao đến mức nào mới hài lòng. Có phải là giống như bây giờ không?" Nói xong, Bạch Cảnh An ôm lấy người đàn ông đang lảo đảo dựa vào tường, ôm hôn ông ta một cách không ngại ngùng. Người đàn ông trung niên vừa được chạm vào da thịt, cơn khát dục vọng lập tức trỗi dậy, đẩy cô ta đập vào tường, hai tay cứ thế sờ soạng. Thấy bọn họ quấn lấy nhau dồn dập, Bạch Tinh Nhiên vừa tức giận vừa ngại ngùng. Bạch Cảnh An hôn người đàn ông kia một hồi mới quay đầu ra, trừng mắt nhìn Bạch Tinh Nhiên rồi nói: "Sao còn chưa cút đi?" Thấy mặt Bạch Tinh Nhiên đỏ ửng, cô ta nhếch miệng nói: "Giả vờ trong sáng cái nỗi gì? Chuyện này mày chưa từng làm với Lâm An Nam, hay chưa từng làm với Nam Công Thiên An? Tính ra thì mày cũng qua tay không ít đàn ông. Mày có cái tư cách gì mà lên mặt dạy đời tao?" "Chị nói linh tinh cái gì đấy?" Bạch Tinh Nhiên tức tối: "Tao nói linh tinh gì cơ? Lẽ nào tao nói sai à?" Bạch Cảnh An rõ ràng là cố tình, vì Nam Cung Thiên Ân đang đứng ở trong góc khuất của hành lang, lạnh lùng quan sát hai chị em họ. Bạch Tinh Nhiên không muốn để tâm đến cô ta nữa, quay người định đi. Bạch Cảnh An lại tóm lấy cổ tay kéo cô giật lại, ghé tay cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Bạch Tinh Nhiên, mày đừng có mà vội đắc ý. Mối thù này tao nhất định sẽ trả. Tiện thể truyền lời này đến cho Nam Công Thiên Ân. Còn nữa, cảm ơn anh ta đã cho tao một người đàn ông buồn nôn đến như vậy. Cảm ơn anh ta đã ép tao bước vào con đường ghê tởm này. Đời còn dài, rồi chúng mày sẽ biết tay tao." Bạch Tinh Nhiên giơ tay đẩy cô ta ra, giận dữ nói: "Chị cứ sống cho tốt đã rồi hãng tính." Nói xong, cô đi về phía lối ra của quán karaoke. Đi được vài bước, cô mới đột nhiên phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân đang đứng trước mặt cô. Cô dừng bước lại, trong lòng lập tức dấy lên một sự cảm không tốt. Những lời Bạch Cảnh An vừa nói chắc chắn anh đã nghe được rồi nhỉ. Vốn đã không tin cô và Lâm An Nam trong sạch, thế này chắc lại càng sẽ không tin đâu. Bạch Cảnh An đến cuối cùng vẫn muốn hại cô một vố. Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng nhìn cô: "Nói chuyện xong rồi à?" Bạch Tinh Nhiên không nói gì, cúi đầu đi lướt qua anh rồi đi về phía trước.
chọc cho Bạch Tinh Nhiên tức giận bỏ đi xong, Bạch Ánh An hừ lên một tiếng, nhìn theo bóng dáng hai người đi xa dần, trong lòng cô ta tràn đầy sự tức tối. Rõ ràng Bạch Tinh Nhiên đã cướp đi thân phận địa vị của cô ta, dựa vào đâu cô còn có thể ở lại bên cạnh Nam Cung Thiên Ân, còn cô ta lại rơi vào kết cục như thế này. Lẽ nào tất cả đều là do cô đã bày ra, là âm mưu của Bạch Tinh Nhiên sao? Bạch Ánh An càng nghĩ càng tức, mà người đàn ông trung niên kia còn rất không biết điều cứ bám lấy cô ta, lưỡi ông ta ướt dính cứ thế hôn lên mặt cô ta một cách dâm ô. Bạch Ánh An tức tối đạp vào đùi ông ta một phát. Cút đi cho tôi. Người đàn ông bị ăn một phát đạp nên gần tỉnh rượu, tức giận nhìn chằm chằm vào cô ta nói. Con khốn này, mày dám đá bố mày. Tối nay mày đã bán cho tao, phải là tao phải đá mày mới đúng. Tối nay tôi không bán nữa được chưa? Cút đi. Bạch Ánh An quát vào mặt ông ta. Trong đầu cô ta bây giờ toàn là cảnh Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân ở bên nhau, làm gì còn tâm trạng chơi với ông ta nữa. Người đàn ông trung niên kia bị cô ta quát cho một câu, hậm hực nói. Đúng là đào kép vô tình, gái thì vô nghĩa. Lần sau không có tiền ấy thì đừng có cầu xin tao nữa. Nói xong quay người đi vào trong phòng. Bạch Ánh An cắn răng hít sâu một hơi, mãi mới nén được cục tức trong lòng xuống. Thì khi quay người lại, nhìn thấy một bóng người khiến cô ta tức sôi máu lên. Trong bóng tối mập mờ, Phác Luyến Giao ngồi trên xe lăn nhìn thẳng vào cô ta cười, thậm chí chỉ cách chưa đến 5 mét. Thấy bóng dáng cô ta, Bạch Ánh An lại nghĩ đến tất cả chuyện cũ, sau đó tức tối chỉ muốn cắn cho cô ta một phát chết luôn thôi. Cảnh vừa rồi trông đẹp mắt ra phết đấy. Phác Luyến Giao nhìn qua cánh cửa căn phòng phía sau Bạch Ánh An. Người đàn ông vừa nãy là đi từ đây vào trong căn phòng đó. Nhưng chị tìm người đàn ông này trông xấu thật đấy. Nếu là tôi, nhìn cái bộ mặt nhầu nhĩ kia là tôi đã thấy buồn nôn rồi. Thế mà chị lại có thể hôn ông ta được. Lúc là vì tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được. Hai tay Phác Luyến Giao viện vào bánh lăn của xe lăn, trên khuôn mặt cô ta đầy vẻ mỉa mai khinh bỉ. Bạch Ánh An bị chọc cho tức đến mức muốn đi lên đạp cho Phác Luyến Giao một cái, nhưng cô ta đã kiềm chế lại được, nén cơn giận xuống, bĩu môi nói mỉa lại. Cái loại què cụt như cô ấy, có bán thân cũng chẳng ai thèm đâu. Tiếc là số tôi tốt, không cần phải bán. Phác Luyến Giao nhún vai đưa hai tay ra cười. Tốt số. Bạch Ánh An cười khẩy. Đến thẩm khác, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ nô bộc của nhà Nam Cung, thì cô là cái thá gì. Lúc trước khi cô sắp chết, lão phu nhân còn không thèm nhíu mày lấy một cái. Cô tự nhìn bản thân cô đi, chân thì đã què rồi, còn cố hết sức bò vào nhà Nam Cung để lấy lòng bà ta, chỉ thiếu nước quỳ xuống liếm chân cho bà ta còn gì. Mặt Phác Luyến Giao hơi biến sắc, nhưng nhanh chóng trở lại về bình thường. Cô ta lắc đầu cười nhẹ. Không, chị nhầm rồi. Tôi về là để chứng kiến cảnh ân ái mặn nồng giữa Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên. Hai người họ càng hạnh phúc thì tôi lại càng vui, càng cảm thấy mình bị què chân cũng xứng đáng. Bạch tiểu thư, thứ mà chị mất bao nhiêu công sức để đạt được thì Bạch Tinh Nhiên lại chỉ cần ngoắc ngón tay là có tất cả. Người ta giờ càng ngày càng mặn nồng bên nhau, không rời nửa bước. Chị chưa nhìn thấy cảnh thân mật của hai người họ thôi. Đến tôi là người có chồng sắp cưới, nhưng nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Cơn tức Bạch Ánh An khó lắm mới kiềm chế được, lúc này lại dần dần trỗi dậy. Hai bàn tay cô ta từ từ nắm chặt lại. Phác Luyến Giao nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô ta, liền cười với vẻ đắc ý và nói tiếp. Tôi đúng là thấy buồn thay cho chị ấy. Thiên Ân thiếu gia biết trước đây Bạch Tinh Nhiên từng phải chịu khổ, thương đến mức á, tim như muốn vỡ vụn, chỉ muốn nâng niu chị ấy trên tay để chiều chuộng suốt ngày thôi. Cô ta nói xong, đưa mắt nhìn Bạch Ánh An một cái, rồi lại nói tiếp. Rồi nhìn lại chị, đã xa đoạn đến mức phải bán thân. Nói khó nghe thì chính là gái bán hoa. Người như chị ấy, đừng nói là Bạch Tinh Nhiên cướp đàn ông của chị, chị đến tư cách xách dép cho chị ấy còn không có nữa là. Cho nên ý, chị cũng chỉ có thể ở đây vừa bán thân, vừa nhìn hai người họ tình cảm mặn nồng, hạnh phúc bên nhau rồi. Đúng là đáng thương thật. Còn khốn,
Bạch Ánh An cuối cùng không kiềm được mà lao lên, giơ tay kéo mạnh cô ta xuống khỏi xe lăn, vừa giơ chân đạp lên người cô ta vừa chửi. Mày có tư cách gì mà cười tao? Cái loại quẻ cụt như mày thì có tư cách gì mày lên mặt với tao? Mày! Cứu! Có người đánh tôi! Cứu tôi với! Vác lưới dao ôm đầu cúi xuống hét lên. Nhân viên phục vụ chạy đến lập tức kéo Bạch Ánh An ra. Thẩm Khác cũng chạy từ phòng ra, thấy Vác lưới dao bị ngã xuống đất, sợ quá vội vàng chạy đến bế cô ta lên xe lăn. Bạch Ánh An bị mấy nhân viên phục vụ giữ lại nhưng vẫn tức tối, vừa hét vừa chửi. Vác lưới dao bị đánh cho tơi tả, gục đầu vào lòng Thẩm Khác, khóc lên rồi tủi thân nói: người phụ nữ này điên đánh em, em phải nói với anh họ và chị dâu họ, em phải bảo anh họ ra lấy lại công bằng cho em. Nói với Nam Cung Thiên Ân, Bạch Ánh An tức đến mức muốn phụt máu. Thì ra đây mới là mục đích thực sự của cô ta. Phát luyến giao chưa cô ta bị Nam Cung Thiên Ân ép cho đủ thê thảm hay sao? Sao đang yên đằng này lại chọc giận người ta? Ngoan, chúng mình không thèm chấp chị ta làm gì. Thẩm Khác vừa vuốt mái tóc rối bù của cô ta, vừa nhẹ nhàng an ủi. Phát luyến giao dựa vào ngực cậu ta khóc thút thít: em nói với chị ta còn chưa nổi hai câu mà chị ta đã đánh em rồi. Thẩm Khác à, em muốn về nhà. Được, chúng mình về thôi. Thẩm Khác đưa mắt nhìn sang Bạch Ánh An đang bị nhân viên giữ, không nói gì cả rồi để xe lăn của Phác Huyền Giao trong phòng karaoke. Sau khi Bạch Tinh Nhiên cùng Nam Cung Thiên Ân quay lại xe, cô gần như nhìn anh hỏi thẳng luôn một câu: những gì Bạch Ánh An nói là thật sao? Là anh đã ép chị ta ra nông nỗi này à? Nam Cung Thiên Ân vừa thắt dây an toàn vừa tỉnh bơ nói: đúng thì đã sao? Bạch Tinh Nhiên không ngờ anh lại trả lời thẳng thừng như vậy. Cô cứng họng một lúc mới tức giận nói: sao anh lại có thể làm như vậy chứ? Cô đang hỏi tôi đấy à? Nam Cung Thiên Ân quay mặt sang nhìn cô, trong khóe mắt anh hiện rõ vẻ nguy hiểm. Bạch Tinh Nhiên bị sự sắc lạnh trong ánh mắt anh khiến cô thầm hít một hơi, nhưng cô vẫn nói với giọng có chút tức giận: tôi biết chị ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, cũng biết là chị ta rất đáng chết. Nhưng anh ép chị ta như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không? Nếu như anh hận chị ta, có thể ép chị ta chết giống như chủ tịch Bạch cho xong. Vì sao lại ép chị ta đến nông nỗi này? Lẽ nào anh không biết tình tiết quan trọng với một người phụ nữ như thế nào không? Nam Công Thiên An lạnh lùng nhìn cô, cười khẩy nói: nếu đổi lại là cô thì cô sẽ làm thế nào? Tôi thả nhảy lầu chết còn hơn. Thế sao cô ta còn không nhảy đi? Vì cô ta bằng lòng hầu hạ các thể loại đàn ông, cô ta muốn sống như vậy. Nam Cung Thiên Ân dè biểu nói: trình tiết, con gái nhỏ Bạch như các cô còn có trình tiết không? Còn có liêm sỉ không? Vì thân phận địa vị có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm, vì tiền có thể bán cả thân mình. Tôi không cho phép anh sỉ nhục tôi như vậy. Vì sao không cho phép? Đến chị gái cô còn nói cô đã bị Lâm An Nam chơi nát hết rồi. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên gầm lên một tiếng. Bạch Tinh Nhiên tức tối tuôn ra một tràng: đúng thế, tôi bị Lâm An Nam chơi cho nát rồi đấy. Thế sao anh còn để tôi ở bên cạnh anh? Sao anh không quẳng tôi vào quán karaoke bán thân cho xong? Giờ tôi là vợ của anh, sỉ nhục vợ mình như vậy lẽ nào không phải là tự sỉ nhục mình sao? Đường đường là Nam Công đại thiếu gia lại đi cưới một con về làm vợ, anh không thấy xấu hổ à? Cô im đi. Nam Công Thiên Ân tức giận trừng mắt nhìn cô: vì sao? Anh đã thừa nhận cưới một người phụ nữ nát về nhà, vì sao còn bắt tôi phải im miệng? Bạch Tinh Nhân nói xong quay người định đẩy cửa xuống xe. Nam Công Thiên Ân nhanh tay nhanh mắt túm lấy cánh tay cô kéo lại gần người anh, nghiến răng nói: cô quan tâm cô ta như vậy sao? Chẳng phải tất cả đều do cô ta bày mưu sao? Chẳng phải cô nói cô vô tội sao? Vì sao lại? Bạch Tinh Nhiên bị anh nói cho cứng họng, một lúc sau mới đáp: tôi chỉ là cảm thấy ép chị ta đến mức phải bán thân thì quá là tàn nhẫn. Đây là tự cô ta lựa chọn. Cô ta có thể chọn nhảy lầu, có thể chọn ra đường ăn xin, nhưng cô ta lại chọn công việc thu nhập cao này. Với lại trong quán karaoke, hết tốp này đến tốp khác toàn là lại phụ nữ dựa vào bán thân để kiếm tiền.
Cô xem, bọn họ có cảm thấy xấu hổ vì hành vi của bản thân không? Anh lại cười khẩy nói, đây chính là phụ nữ nhạo bạch của cô, khốn nạn đến tận xương tủy. Tôi không muốn nghe anh nhắc đến nhà họ Bạch, cũng không muốn nghe anh lôi tôi và chị ta ra so sánh với nhau. Bạch Tinh Nhiên bực dọc nói, nếu như anh thực sự chán ghét tôi như vậy, thế thì mở cửa xe đi, tôi sẽ biến mất khỏi đây và đến một nơi thật xa. Đến một nơi thật xa? Ra nước ngoài à? Đi tìm Lâm An Nam của cô. Nam Cung Thiên Ân đẩy cô về lại ghế. Cô đừng có mơ. Thế rốt cuộc anh muốn tôi thế nào? Một bên vai của Bạch Tinh Nhiên đập vào phía trên cửa xe, đau quá cứ thế lấy tay xoa lên chỗ đau. Giống như bây giờ ấy, vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi bàn tay tôi. Kể cả có thoát được ra thì cô cũng chỉ có thể thuộc về tôi thôi. Nam Cung Thiên Ân ném cho cô một câu, khởi động xe đi khỏi bãi đỗ xe. Về đến căn biệt thự, Nam Cung Thiên Ân đỗ xe ở trước cửa căn nhà. Bạch Tinh Nhiên xuống xe trước đi vào bên trong. Cô bước chân vào phòng khách thì nhìn thấy Thẩm Khắc đang cầm lọ thuốc trong suốt bôi lên mặt cho Phác Luyến Giao. Còn trên má Phác Luyến Giao lại có vết đỏ hơi mờ, giống như vừa bị người ta đánh vậy. Bạch Tinh Nhiên lịch sự hỏi một câu, Luyến Giao, em sao thế? Phác Luyến Giao mắt đỏ hoe, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là bị vợ sắp cưới của anh họ An Nam đánh một trận thôi. Chị ta đánh em á? Vì sao thế? Em cũng không biết, chắc nhìn em thấy ngứa mắt. Dù sao lúc trước là do em. Phác Luyến Giao thấy Nam Cung Thiên Ân đi vào, không nói tiếp mà đổi sang cười trong nước mắt. Không sao đâu, chỉ là bị tát một cái thôi, không bị sao hết cả. Phác Luyến Giao đưa mắt nhìn sang khuôn mặt hơi ửng đỏ của Bạch Tinh Nhiên, ngạc nhiên hỏi, sao mặt của chị dâu của họ cũng đỏ vậy? Cũng là bị chị ta đánh sao? Bạch Tinh Nhiên sờ lên má mình, lúc này mới thấy má mình đỏ đến mức hơi rát. Vừa nãy chỉ chăm chăm cãi nhau với Nam Cung Thiên Ân, cô quên mất chuyện mình cũng vừa bị Bạch Anh An tát cho một cái. Mặt cô lúc này đúng là có hơi đỏ, nhìn đã biết là vết của năm ngón tay. Chị không sao? Cô cười như thể không có chuyện gì vậy. Chị dâu họ, thuốc này có tác dụng tốt lắm, bảo anh họ bôi cho chị đi. Thẩm Khắc đưa lọ thuốc đến trước mặt Bạch Tinh Yên. Không cần đâu, da chị dày lắm, tí nữa sẽ hết thôi. Da dày á? Phác Luyến Giao phụt cười lên thành tiếng. Thế thì cũng phải để cho anh họ bôi cho chị chứ, biết đâu mai bị sưng thì sao. Phác Luyến Giao lại quay cười với Nam Cung Thiên Ân đứng sau Bạch Tinh Yên rồi nói, anh họ, anh mà bôi thuốc cho chị dâu họ đi, bôi xong cùng bà nội ra vườn hoa ngắm trăng nữa. Bà nội vẫn chưa ngủ sao? Chưa, chờ đến 12 giờ đi ngắm trăng đó. Nam Cung Thiên Ân không nói gì nữa, đi tới cầm lấy lọ thuốc trên tay Bạch Tinh Nhiên. Đang định mở nắp lọ thuốc ra, Bạch Tinh Nhiên lại đi ngang qua anh rồi đi lên tầng. Bạch Tinh Nhiên đi về phòng ngủ, đứng trước gương nhìn mảng đỏ ửng trên má mình, nghĩ lại cảnh ôm hôn của Bạch Cảnh An với người đàn ông trung niên đó và những lời nói quá đáng của Nam Cung Thiên Ân, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Nam Cung Thiên Ân từ trước đến giờ vẫn không tin cô và Lâm An Nam trong sạch, giờ chỉ sợ càng thêm không tin thôi. Bạch Tinh Nhiên tắm xong liền nằm lên giường xem tivi. Phía ngoài cửa sổ đã có loáng thoáng tiếng cười, mọi người đang cùng lão phu nhân ngắm trăng. Cô không xuống dưới nhà, càng không muốn ra vườn hoa để lấy lòng lão phu nhân, trong lòng vẫn đang rất khó chịu. Có lẽ lão phu nhân cũng không vui, nhưng cô đã không muốn nghĩ nhiều nữa. Nếu Nam Cung Thiên Ân đã nói cô quá quát như vậy thì việc gì cô phải giả vờ để lấy lòng lão phu nhân. Bên ngoài vọng lên tiếng gõ cửa, không thấy Bạch Tinh Nhiên trả lời, Tiểu Lục liền tự đẩy cửa bước vào nói với cô, lão phu nhân bảo cô xuống dưới ăn bánh trung thu và cùng ngắm trăng với mọi người. Bạch Tinh Nhiên quay lưng về phía cô ta rồi nói, phiền cô nói với lão phu nhân là tôi không được khỏe nên không thể xuống ngắm trăng cùng lão phu nhân được. Tiểu Lục nhìn bóng lưng của cô, sau đó gật đầu quay người đi ra. Phác Luyến Giao thấy một mình Tiểu Lục đi tới, mỉm cười hỏi, thiếu phu nhân không xuống à? Thiếu phu nhân nói trong người không được khỏe nên không xuống ạ. Tiểu Lục nói, nó sao thế? Vừa nãy lúc ăn cơm chẳng phải là vẫn bất bình thường sao?
Lão phu nhân đưa ánh mắt nhìn sang Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của lão phu nhân, liền mở miệng đáp: "Cháu không biết à? Lát nữa cháu lên xem sao." Lão phu nhân gật đầu và không hỏi gì nữa. Nam Cung Thiên Ân không có hứng thú với việc ngắm trăng. Anh ra vườn hoa chủ yếu là để ngồi cùng lão phu nhân thôi. Ngồi được một lát, anh ngẩng đầu nhìn trăng nói: "Trăng năm nay không được tròn lắm, mọi người về nghỉ sớm đi." Hình như năm ngoái anh họ cũng nói như vậy. Thẩm Tâm cười nói. Nam Cung Thiên Ân đứng dậy khỏi ghế, nói với Thẩm Tâm: "Lát nữa nhớ đưa bà vào trong nghỉ ngơi sớm nhé, anh lên phòng trước đây." Thẩm Tâm gật đầu đồng ý. Nam Cung Thiên Ân trở lại phòng ngủ, thấy Bạch Tinh Nhiên nằm nghiêng trên giường giống như đã ngủ. Anh bước tới gần nhìn cô một lát. Cô mặc bộ đồ ngủ mới mua hôm trước, khuôn mặt hồng hào dễ thương thuần khiết, vết đỏ trên mặt vẫn còn hơi mờ, nhìn cũng thấy đau rồi. Anh nghiêng người dùng tay đẩy vào cánh tay cô một cái. Bạch Tinh Nhiên quay lưng luôn về phía anh. Thì ra cô chưa hề ngủ. Nam Cung Thiên Ân dừng dưng hỏi một câu: "Có chịu chỗ nào thế?" Bạch Tinh Nhiên không nói gì. Nam Cung Thiên Ân kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô, dùng tay lật người cô lại, nhìn chằm chằm cô hỏi: "Cô đang giận tôi đấy à?" Bạch Tinh Nhiên bị ép nhìn thẳng vào anh, khóe mắt cô rưng rưng: "Có phải anh định cảnh cáo tôi là tôi không có tư cách đó không? Vì Bạch Ánh An mà giận tôi sao?" Bạch Tinh Nhiên không nói gì. Thực ra đa phần là vì chuyện anh đã sỉ nhục cô không đáng một xu, nhưng cô chẳng buồn nói ra, vì cô không muốn cãi nhau với anh nữa, mà cũng không cãi nổi anh. Bạch Ánh An đến giờ vẫn chưa biết hối cải, còn giơ tay ra đánh Luyến Dao bị thương. Vậy mà cô lại vì loại người này mà bực mình với tôi. Nam Cung Thiên Ân bóp cằm cô, lạnh lùng nói: "Có phải cô tưởng tôi đặc cách cho cô thì là thích cô, yêu cô rồi và có thể nhẫn nhịn cô bất cứ lúc nào?" Bạch Tinh Nhiên nhìn thẳng vào anh, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng: "Nam Cung thiếu gia, trước đây là tôi có lỗi với anh. Anh có thể bán chết tôi, nhưng không được sỉ nhục tôi. Giờ anh không những sỉ nhục tôi, còn không cho tôi được giận anh sao? Có phải anh muốn tôi vừa nghe anh nhục mạ, vừa gật gù mỉm cười không? Có phải chỉ như vậy mới khiến anh hài lòng? Anh yêu cầu hơi cao rồi đấy." Bạch Tinh Nhiên cố dùng sức đẩy anh ra, rồi ngồi dậy khỏi giường, sự căm hận trong ánh mắt càng rõ rệt hơn. "Tôi muốn hỏi Nam Cung thiếu gia, rốt cuộc anh đặc cách cho tôi cái gì? Bắt người nhà của tôi, nhốt tôi trong căn biệt thự nhỏ làm công cụ giải tỏa của anh. Những điều này đều là đặc cách sao? Nếu đúng là như vậy, tôi có thể từ chối không cần những đặc cách này của anh không? Tôi xin anh đây." Xem ra cô bất mãn vì tôi không ít. Nam Cung Thiên Ân giễu cợt, bàn tay anh nắm lấy gáy cô kéo về phía trước, cúi đầu hôn lên môi cô. "Làm sao bây giờ? Tôi cứ thích cho cô những đặc cách này đấy, cô không có quyền từ chối." Bạch Tinh Nhiên tức giận quay mặt sang một bên: "Đừng có động vào tôi." Vẻ mặt chán ghét của cô khiến tim Nam Cung Thiên Ân thắt lại. Anh tức giận hôn chặt lên môi cô, hôn thật sâu. Bạch Tinh Nhiên bực mình dãy giụa. Cô không hiểu nổi vì sao rõ ràng anh rất ghét cô, nhưng cứ hôn cô, ngủ với cô hết lần này đến lần khác, lẽ nào anh không cảm thấy khó chịu sao? Cô vùng vẫy một lúc không thoát ra được, những giọt nước mắt tủi thân cứ thế rơi xuống. Vị mặn chát chảy vào miệng hai người. Nam Cung Thiên Ân nhíu mày, cuối cùng cũng buông cô ra. Anh chưa bao giờ thích nhìn phụ nữ nằm dưới người anh trong bộ dạng khóc lóc, chưa bao giờ thích. Những người phụ nữ trước đây, lúc thì nghe thấy tiếng bước chân của anh đã khóc co rụt người lại, lúc thì anh còn chưa bước vào đến cửa đã khóc sướt mướt rồi. Anh thấy phản cảm, cho nên không muốn nhìn thấy mấy người đó một chút nào hết, chứ đừng nói là ôm họ vào lòng. Anh đẩy Bạch Tinh Nhiên ngã ra giường, rồi đứng dậy khỏi mép giường, quay người đi ra. Bạch Tinh Nhiên tưởng Nam Cung Thiên Ân tối nay chắc chắn sẽ trừng trị cô một trận với cơn giận, không ngờ anh lại đột nhiên quay người đi khỏi. Cô có hơi thắc mắc, nhưng cũng thầm thở phào, vì cô không thích Nam Cung Thiên Ân ngủ với cô trong tâm trạng bực bội. Anh như vậy sẽ vô cùng thô bạo và không dịu dàng. Nằm trên giường mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, Bạch Tinh Nhiên nhìn sang bên cạnh trống hơi trống hác. Cô sững sờ trong giây lát. Cô nhận ra một điều xấu hổ, đó là cho dù Nam Cung Thiên Ân tối qua có sỉ nhục cô như thế nào, nhưng lúc này nhìn chỗ trống bên cạnh
trong lòng cô vẫn có hơi chút hụt hẫng. Cô đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo xuống dưới nhà ăn sáng. Trong bữa ăn, Phác Luyến Giao nhìn quầng thâm mắt rõ rệt của cô, quan tâm hỏi: "Chị dâu, tối hôm qua chị mất ngủ à? Có phải là trong người vẫn chưa khỏe không?" Bạch Tinh Nhiên cười nhẹ với cô ta rồi lắc đầu: "Đâu có đâu, chị khỏe rồi." "Vậy thì được." Phác Luyến Giao mỉm cười rồi cúi xuống ăn đồ ăn của mình. Ăn sáng xong, Bạch Tinh Nhiên về phòng đúng lúc nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân từ trong phòng thay đồ bước ra. Ánh mắt Nam Cung Thiên Ân nhìn lướt qua khuôn mặt tiểu tụy của cô, không nói câu nào, cứ thế đi ngang qua cô luôn. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên nói với theo bóng lưng anh: "Tôi thì sao?" Nam Cung Thiên Ân đứng lại, quay đầu liếc nhìn cô nói: "Ở đây, không được đi đâu hết." Bạch Tinh Nhiên rất muốn hỏi anh vì sao không đưa cô trở lại căn biệt thự nhỏ kia, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Dù sao xưa nay cô chưa bao giờ thay đổi được quyết định của anh. Cô gật đầu, quay người đi vào. Nam Cung Thiên Ân trầm ngâm một lúc, quay người lại nói với theo bóng lưng cô một câu: "Tôi không hy vọng chuyện này tồn tại giữa chúng ta quá lâu. Cho nên tối nay khi tôi về, tốt nhất là cô đổi cái bộ mặt u ám kia đi. Nghe rõ chưa hả?" Nam Cung Thiên Ân: "Anh đúng là cái đồ bá đạo, đúng là đồ vô lý." Bạch Tinh Nhiên thầm cười gượng, trong giọng nói có mang chút giễu cợt. "Tôi sẽ cố gắng tươi cười đón anh về." Nam Cung Thiên Ân đương nhiên là nghe ra được giọng điệu giễu cợt của cô, nhưng anh không quan tâm, quay người đi ra khỏi phòng ngủ rồi đi làm. Mọi người đều đi làm hết, đến cả Phác Luyến Giao cũng bắt đầu đi làm trở lại. Trong căn biệt thự, ngoài Bạch Tinh Nhiên và lão phu nhân ra, còn lại là nhóm người giúp việc. Cô lăng quăng vài vòng trong phòng một mình, sau đó đi đến trước bàn đầu giường, cầm điện thoại bàn lên gọi vào số của Tô Tích. Nam Cung Thiên Ân không cho cô ra ngoài, vậy cô gọi Tô Tích đến đây chơi với cô là được chứ gì. Tô Tích vừa nghe thấy đến nhà Nam Cung Thiên Ân, lập tức nghĩ đến lão phu nhân, sau đó vội từ chối theo bản năng. Ở châu thành này, gần như ngoài Nam Cung Thiên Ân ra, chẳng có ai là không sợ lão phu nhân cả. Bạch Tinh Nhiên cũng hiểu được, nghĩ một lúc rồi nói: "Giờ ăn trưa thì cậu đến, lúc đó lão phu nhân đang nghỉ trưa, chúng mình có thể ngồi trong phòng giải trí để nói chuyện." Tô Tích vừa nghe cô nói như vậy, liền phụt cười thành tiếng: "Sao mình cứ cảm thấy như thể chúng ta hẹn hò vụng trộm vậy?" "Còn cách nào đâu, là do mình tự làm tự chịu." "Vậy được rồi, chiều mình sẽ qua." Nghe thấy tiếng cười cởi mở của Tô Tích, Bạch Tinh Nhiên hơi thắc mắc, lẽ nào cô ấy thực sự không hề quan tâm đến chuyện chồng cô ấy ở bên ngoài có con với người khác sao? Cúp điện thoại xong, cô vẫn thắc mắc vấn đề này. Lần này cô gọi Tô Tích đến chủ yếu cũng là vì muốn gặp cô ấy, tâm sự với cô ấy chuyện này. Buổi chiều, Tô Tích quả nhiên cũng đến, lái con xe thể thao màu đỏ của cô ấy, mặt đeo kính râm, mái tóc xoăn lọn to xõa trên vai. Nói chuyện một hồi, Tô Tích bất giác thốt lên nói một câu: "Tinh Nhiên à, nếu đổi lại là Nam Cung Thiên Ân có con ở bên ngoài, cậu sẽ làm gì?" "Mình chắc chắn sẽ rất buồn và rất tức giận, chứ không như cậu." Bạch Tinh Nhiên nói. "Thế buồn với tức giận xong thì sao?" Bạch Tinh Nhiên cứng họng, cô cũng không biết mình sẽ làm thế nào. Dù sao Nam Cung Thiên Ân khác với những người đàn ông khác, cô chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Cô nhìn Tô Tích, dường như hiểu được điều gì đó. "Tiểu Tích, cậu khác mình." Cô kéo lấy bàn tay Tô Tích, nắm lại nói: "Cậu có kiểu phu nhân binh vực cậu, có tư cách ngang hàng với kiểu Tư Hằng. Còn mình, trong nhà này, lão phu nhân không thích mình, Nam Cung Thiên Ân thì hận mình, đến cả người ở cũng coi thường mình." "Đúng vậy, chính là như thế." Cô bực mình từ tối qua đến giờ. Hôm nay Nam Cung Thiên Ân còn dám yêu cầu cô phải kìm nén tâm trạng mà cười với anh khi anh về tối nay. Nếu đổi lại là Tô Tích, Kiều Tư Hằng có thể đối xử với cô ấy như vậy không? "Tiểu Tích à, thời gian lâu như vậy rồi, suốt cuộc cậu có yêu Kiều Tư Hằng một chút nào không?" "Một người mà gái nhiều ngang với quần áo như anh ta ấy, thử hỏi mình làm sao mà yêu nổi." Tô Tích dường như không tự mình cảm nhận được, khi cô ấy nói câu này đã nghiến răng nghiến lợi. "Vậy chuyện đứa bé, cậu định làm thế nào? Đi bước nào hay bước nấy vậy?" "Tiểu Tích." Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ấy mà thấy thương,
Khó mà tưởng tượng một người phụ nữ hiếu thắng như cô ấy rốt cuộc làm sao để nhịn được những chuyện này đây. Tô Tích mỉm cười vỗ lên mu bàn tay cô. Sao thế? Đừng có để cái bộ mặt như thế mình bị bệnh nan y nữa được không? Đàn ông tôi mà, ở đâu mà chẳng có. Hy vọng cậu thực sự nghĩ được thoáng như vậy. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy hơi yên tâm. Tô Tích nhìn cô, đổi giọng hỏi. Cậu thì sao? Vừa được ra ngoài đi mua sắm, vừa có thể mời mình đến nhà chơi. Những ngày tươi đẹp sắp đến rồi chứ gì. Nhắc đến chuyện của bản thân, biểu cảm trên mặt Bạch Tinh Nhiên dần dần trùng xuống. Một lúc sau mới giả nhả ra một câu. Con người Nam Cung Thiên Ân, mình cũng không hiểu nổi. Những ngày qua, Bạch Tinh Nhiên cũng tưởng mình sắp được Nam Cung Thiên Ân tha thứ, sắp có thể gặp được mẹ và em trai mình. Nhưng chỉ qua một đêm trung thu, tất cả dường như lại trở về điểm ban đầu. Thái độ của Nam Cung Thiên Ân đối với cô cũng lại lạnh như băng trước. Buổi chiều vừa tiễn Tô Tích đi thì xe của Nam Cung Thiên Ân liền trở về tới nơi. Bạch Tinh Nhiên nhìn xe của Nam Cung Thiên Ân lái vào trong, lại nhìn theo hướng cổng lớn, trong lòng dấy lên một sự cảm không lành. Xe của Tô Tích vừa mới ra khỏi, chắc chắn Nam Cung Thiên Ân đã nhìn thấy cô ấy rồi.